quý vị, thời gian qua, công tác cải cách hành chính được Xã Hương Hội, huyện Vĩnh Lợi đặc biệt quan tâm, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm cần thường xuyên thực hiện. Xã đã xây dựng và triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong thực hiện cải cách hành chính. Nhờ đó giúp giảm bớt thời gian đi lại, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi giải quyết thủ tục hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân xã Hương Hội được trang bị máy lạnh, wifi, bố trí ghế ngồi đầy đủ, lần lượt chờ đến thứ tự làm thủ tục. Không khí làm việc của cán bộ công chức tại đây nghiêm túc nhưng cũng rất cởi mở và gần gũi. Công chức phụ trách tiếp nhận và giải quyết hồ sơ các lĩnh vực đều có mặt đầy đủ, thường xuyên để phục vụ người dân. Các thủ tục hành chính đều được các công chức hướng dẫn tận tình và giải quyết nhanh, hiệu quả. Ghi nhận một số ý kiến của người dân khi đến đăng ký làm thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân xã Hương Hội thì họ đều hài lòng về thái độ, tinh thần phục vụ của cán bộ công chức. Người dân được hướng dẫn làm thủ tục hành chính tận tình, hồ sơ được xử lý kịp thời, đúng quy định pháp luật. Tôi cũng có làm cái thủ tục bên đất đai. Đất đai thì nó nhìn chung hồi trước nó gồm gà, rồi thủ tục nó dài dòng các thứ, rồi không biết. Cái đất đai thì ít ai biết lắm, không biết thủ tục nó gồm gà thì lên. Thì cán bộ ở trên đây, trên bộ phận một cửa thì cũng chỉ hướng dẫn xuống rồi chỉ cũng như là đo giáp ganh các thứ này kia nọ làm nó gọn, chính xác rồi cũng nhanh. Thì tôi rất là mừng được cán bộ như vậy, làm nhiệt tình như vậy. Thủ tục làm giấy tờ, ví dụ như khai sinh hoặc muốn làm giấy tờ các loại, ở đây làm rất là nhanh hơn mọi lần. Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện cải cách thủ tục hành chính, vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong việc triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành chính, Ủy ban nhân dân xã tập trung tuyên truyền công tác cải cách hành chính thông qua nhiều hình thức, như đưa tin trên trạm truyền thanh xã, thông qua hội nghị lồng ghép các nội dung tuyên truyền cải cách hành chính, niêm yết công khai các thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa của xã, đồng thời nêu cao trách nhiệm của cán bộ công chức theo hướng chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch và hiệu quả, đảm bảo sự hài lòng của người dân, giải quyết kịp thời các khiếu nại, phản ánh của công dân. Cái trang thiết bị của xã hiện tại thì được trang bị đầu tư khá đầy đủ. Tuy nhiên thì trong quá trình sử dụng đến nay thì cũng đã một phần nào đã xuống cấp. Những cái nữa thì cái đường truyền mạng thì bây giờ hiện tại nó cũng đã chưa được nâng cấp nữa. Do vậy thì trong quá trình mình thực hiện thì đối với những cái chứng thực, một số văn bản có liên quan đến người dân để chứng thực hợp đồng cũng có phần nào cũng hơi chậm, nhưng tuy nhiên chậm nhưng mà cái mức độ để mình làm sao cho người dân đến để người ta đồng thuận cao thì cán bộ công chức cũng quyết tâm để thực hiện cho người dân một cách sớm nhất. Sắp tới nữa, ủy ban cũng đã đề xuất các cấp có thẩm quyền để nâng cấp đợi cái trang thiết bị cũng như là cái hệ thống trang đường truyền mạng để làm sao phục vụ cho người dân được tốt hơn trong thời gian tới. Trong 6 tháng đầu năm 2024, bộ phận một cửa Ủy ban nhân dân xã Hương Hội đã tiếp nhận trên 1.000 hồ sơ. Tất cả hồ sơ được giải quyết đúng hẹn. Nhờ sự quyết tâm và triển khai nhiều giải pháp thực hiện, nên công tác cải cách hành chính của xã Hương Hội đã có nhiều chuyển biến tích cực. Thái độ phục vụ của cán bộ công chức đối với nhân dân luôn được nâng lên, nhận được sự tín nhiệm của tổ chức cá nhân. Và quan trọng hơn hết là tạo được sự gần gũi giữa cán bộ công chức với nhân dân, góp phần nâng cao sự hài lòng của nhân dân đối với các cơ quan hành chính nhà nước.